Thôi hiện tại em đang lên bò giao khách thằng cô chú chị đó. Này đi năm bộ mẹ con ha, đó, này em đi năm bộ mẹ con. Này đi xe năm bộ của chú chị, là mẹ con nha. Rồi rồi, để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì gửi của chú chị hình ảnh của ba con đực ha. Đó thì con đây thì trong đây thì có một con đực kem lở nè cô chú chị. Đó con đực kem lở này thì 9 tháng tuổi rồi. Đó chiều cao của nó là 1m23 24. Đó chiều cao là 1m23 24. Đó nhưng em nói con này thì lúc nhỏ nó có bị viêm da nó cục đó. Đó nhưng mà hiện tại lúc này thì nó hết này cô chú chị. Đó thì bà con nào thấy ưng cái lô đực này thì cứ liên hệ cho bà con mình nha. Đó thì con đực lở này nè. Đây con lực lở này thì anh chủ nhà cũng bán giá là 17 triệu. Đó 17 triệu là bao ship ha, bao ship của chú chị mình tới nhà tôi nhận hai tấm số. Bà con nào thấy cả hợp lệ thì mua ủng hộ em ha. Đó nhưng mà ba con thì mua phát chứng bóng hoàn thiện xe là không đúng được gì của chú chị. Đó còn tiếp theo con cặp đực, một con kem và một con ba bê. Đó một con kem và con ba bê. Đó cặp đó thì nói chung thì lụng khoảng 6 tháng rưỡi tuổi. Đó 6 tháng 6 rưỡi tuổi của chú chị. Đó chập đo cặp đó thì chiều cao là dao động 1m12 12 13 bò. Đó 1m12 13 bò ha. Đó thì cặp đực đó thì em chủ nhà bán giá là 32 triệu. Đó 32 triệu là bao ship luôn cho cô chú chị mình tới nhà trong vòng 200 số. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua về nuôi vô béo thêm ha. Đó nhưng hôm nay hai con này thì đít nở dày nở rất dày bò của chú chị. Đó hai con thì cũng chân móng sò xương sóc rất to. Đó chân móng với chân móng sò xương sắp thì khá to của chú chị. Đó thì còn con kem với con ba bê này thì giá là 32 triệu. Đó 32 triệu là bao ship ha, bao ship của chú chị mình tới nhà trong vòng 200 số. Đó thì cô chú chị nào ưng nếu mà lên cặp này thì bắt cặp ha. Còn nghe muốn ưng con đực lở nè, con đực lở nói chung thì cung tàn cung xương thì khá lớn nha cô chú chị. Đó, cung tàn cung xương thì khá lớn nha, chiều cao là tới 1m23 24 bò đó. Đó còn được lỡ giá là 17 triệu, 17 triệu là bao ship luôn. Đó bao ship cô chú chị ở nhà tôi nhận hai trăm. Đây thì về phần chân móng là cô chú chị, đây chân móng là chân móng sò xương sóc thì rất to ha. Bò thì bên em sẽ bao bú giò bú cẳng hoặc thùng lúng luôn cho cô chú chị mình luôn. Đó tiếng tiếng cá gặp mặt biết con được lỡ không. Đó chiều cao là 1m23 bò rồi. À, tại vì lúc nhỏ nó bị viêm da nó cục á, nhưng mà nó la lông thì nói chung thì nó cũng hết rồi cô chú chị. Đó còn con ba bê đó thì nói chung là nó là ba bê đỏ, nó có bông đuôi nha cô chú chị. Ba bê này thì nói chung thì có bông đuôi ha. Đó đây được lỡ nè, tướng tá nè, dài đầu cũng nở nang cô chú chị. Đó con này lứa bò rồi. Con này nó chung thì đang sức lớn của nó luôn, đang phát luôn. Nó còn được lỡ là giá là 17 triệu. Đó 17 triệu là bao ship ha. Đây còn cặp kem này. Đây cặp kem thì mặt mày này của chú vị. Đó con kem này thì đầu trụi còn ba bê có sừng ha. Đó con kem này. Đó tương tá cặp mình nè. Đó chân móng sò xương sóc rất to. Đây đó con ba bê tầm chân cẳng nè cô chú chị thao. Đó tướng tá cấp mình nè. Đây kem tướng tá cấp mình nè, cô chú chị. Đó tướng tá cấp mình nè. Đó, tướng tá nè cô chú chị thao. Đó giá là 16 triệu, 16 triệu một con, tính làm thì hai con là 32 triệu. Đó thì cô chú chị nào có ưng thì liên hệ số điện thoại cho tụi mình. Đó tướng tá cấp mình nè. Đó cũng đít nở dai nở nè, đít hết nói không. Đây dàn dai nè cô chú chị thấy không. Đây con ba bê cái dai của nó nè, hết mấy cái dai luôn. Đó đít ba bê nó chỉ dòng ba bê đít thì khó nói. Nhưng con này thấy dòng ba bê đỏ cô chú chị, dòng ba bê đỏ ha. Đó nhưng thường thường ba bê thì nó hay có sừng, nó có bông đuôi nè. Đó hai con thì nói chung thì cũng rất dày bò luôn. Đó nói chung thì bò này ăn uống mạnh này cô chú chị. Đó con ba bê con kem này nè, nó tập nhỏ này giá là 32 triệu. Đó 32 triệu là bao ship ha, bao ship cho cô chú chị mình tới nhà trong vòng 200 số. Đó thì cô chú chị nào có ưng thì liên hệ số điện thoại với tụi mình.
Đó, bò thì nói chung thì lụng khoảng 6 tháng tới 6 tháng rưỡi tuổi của chú chị, chiều cao là 1m12, 1m13 bò. Đó, còn con đực lở này thì chiều cao là 1m24, 1m23, 1m24 bò. Đó, con đực lở này thì giá là 17 triệu. Đó, 17 triệu là cũng bao ship trong vòng 200 số ha. Đó, nói chung thì những con đực lở như thế này nè cô chú chị, mua về nói chung thì mình sổ lãi đâu ha, xin ra. Nói chung thì nó hiện tại đang rất lớn đó đó. Nói chung thì da nó cục và nhỏ. Đó thì hình ảnh và giá cả của lô đực này thì em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị rồi. Đó thì cô chú chị nào có liên hệ. Đó nói chung thì hiện tại lúc này thì bò rẻ, hút tước lắm cô chú chị. Nó cặp nhỏ cái đít con nào nó hết với tiền đít rồi. Đó thì hình ảnh và giá cả của lô bò này em gửi đến cho cô chú chị xong để bây giờ tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh của cặp đực kem nha. Đó thì cặp đực này lụng khoảng 7 tháng tuổi nè cô chú chị. Đó 7 tháng tuổi nè, chiều cao nó dao động 1m10. Đó thì hai con này chiều cao dao động 1m13 tới 1m15 bò cô chú chị. Đó nó chiều cao khoảng 1m14, 1m15 nhưng báo 1m13 tới 1m15 bò ha. Đó nhưng hai con thì nói chung tướng tá rất biên lực luôn cô chú chị. Đó bò thì chân móng hoàn thiện ha, không ốp xe là xuống rúng ruột gì. Đó thì cô chú chị nào thấy cặp đực này thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó thì cặp đực này anh chủ nhà cũng bán giá là 34 triệu. Đó 34 triệu là bao ship cho cô chú chị mình tới nhà trong vòng 200 số ha. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em. Đó thì nói chung thì tức ghi hình em cũng thương lượng xác giá cho bà con mình hết rồi. Đây nhưng mà hai con này thì rất pin lực luôn cô chú chị. Đó bò thì chân móng hoàn thiện ha, không ốp xe là xuống rúng ruột gì. Đó nhưng mà cái con này nè, cái con này cái ở sau đuôi nó cô chú chị con. Nhưng mà nói chung thì nó hiện tại đang lấm bể nó khu mài đó. Nó có một cục rẻ chứ nó không có bị gì luôn. Tướng tá cấp mình là đây chân móng nè, chân móng là chân móng sò thấy không? Hai con chân móng là chân móng sò xương sóc rất to cô chú chị. Nó hai con này thì em nói là xương sóc rất to nè. Nó xương sóc cối luôn. Nó tướng tá cấp mình nè. Nó bò thì 7 tháng tuổi thì cô chú chị. Nó bò thì 7 tháng tuổi ha, mặt mày nè. Đó, em lấy lưng đôi dài đôi hai con nào lấy cái lưng cái dài hết nói nổi luôn. Đó, giá là 34 triệu. Đó 34 triệu là bao ship luôn, bao ship cho cô chú chị tới nhà trong vòng 200 số. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em ha. Đó thì về phần hai chân trước nè cô chú chị. Đó phần hai chân trước nè. Đó đúng nè. Đó hai chân sau nè, chân móng là chân móng sò xương sóc rất to. Nó tướng tá cấp mình nè cô chú chị thấy không? Đó em lấy hai con này thì có một thế bò luôn. Đây đít. Đó cô chú chị có đít con nào không ấy nè. Con này cái lưng cái dàn dài của nó nè cô chú chị thấy không? Đó nói chung thì đây con này mặt mày nè. Đó mặt mày nè cô chú chị. Đây mặt mày nè, tướng tá cấp mình nè. Đó chân trước nè, đây chân sau nè, đó chân móng là chân móng sò ha, không ốp xe là xuống rúng ruột gì. Đó thì cô chú chị nè thấy ưng cặp đực này thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó tướng tá cấp mình nè cô chú chị. Đó 34 triệu. Đó 34 triệu là bao ship luôn cho cô chú chị mình tới nhà trong vòng 200 số. Đó thì bà con nào thấy ưng cặp đực này thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó thì bà con nào mua thì em sẽ ghép xe luôn cho bà con đỡ tiền phí xe ha. Đó, hai con này làm bao của chú chị mình đích nở dây nở luôn, dây là dây đôi nè. Đó. Đó, dây là dây đôi luôn của chú chị. Đây tướng tá cấp mình nè. Đó 34 triệu. Đích cái dài hết nó nổ con bò này luôn của chú chị. Lấy cái đích cái dài khỏi nói cái đích luôn, hết biết cái đích không? Tướng lá cấp mình nè. Mình tới nhà trong vòng 200 số. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng cặp đực này thì cứ liên hệ số điện thoại nữa tình hình. Đó thì nói chung thì tướng tá cấp mình nè. Hai con thì tướng tá cấp mình như nhau luôn. Dài đòn. Nó cổ là cổ vắng cổ rô không. Đó bò thì bên em sẽ bao bú giò bú cẳng hoặc tùm lum tùm ruột. Cô chú chị mình ha, xương sóc thì khá to. Nó tướng tá cấp mình nè. Quá. Wow. Con đó tướng tá cấp mình. Hết biết cái mình không?
đó, vẫn đùi lớn, con nào nay vẫn đùi lớn cô chú chị. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng cặp đực này thì cứ liên hệ số điện thoại tới tầng hình. Đó giá là 34 triệu là bao ship cô chú chị mình tới nhà trong vòng 200 số ha. Đây, thứ tá nè, cô chú chị thấy không? Đó, nói chung thì bò lúc này thì rẻ, lúc trước mấy triệu một con cô chú chị. Rẻ lúc trước mấy triệu một con, đít con nào cũng mấy, hết biết cái dàn đít đâu. Đó thì hình ảnh về giá cả của cặp đực này thì em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị rồi. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng cặp đực này thì cứ liên hệ số điện thoại tới tầng hình. Đó thì em xin nhắc lại ha, giá là 34 triệu là bao ship luôn, bao ship của cô chú chị tới nhà trong vòng 200 số. Đó thì hình ảnh về giá cả cặp đực này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị xong. Rồi để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh của bộ mẹ con ha. Đó con mẹ thì con mẹ kem, mẹ tơ luôn cô chú chị, mẹ tơ mới đẻ đứa đầu tiên nè. Đó nhưng mà hôm nay hiện tại thì đang giữ con cái kem. Đó còn cái kem thì nói chung thì cũng nó lụng khoảng 3 tháng rưỡi tuổi cô chú chị. Đó nhưng mà con mẹ thì nói chung thì anh chủ nhà có nó lên giống hai nước rồi ha. Nhưng mà con cái thì chủ nhà người ta bán thì người ta không có thông tin cô chú chị. Đây, nói chung thì con mẹ này thì mẹ tơ mới lẻ lứa đầu tiên đó. Chiều cao là em đo là 1m35-36 bò. Đó mẹ cũng tàn cũng xương thì cũng khá lớn của chú chị. Con cái thì nó giữ con thì con nó bú. Mà được con cái thì đẻ con thì rất mắc sữa luôn của chú chị. Đây con đít này. Đó em nói đẻ con rất mắc sữa luôn. Con nó như kem muối. Đó tướng tá cấp mình nè. Đó thì của chú chị nào thấy bộ mẹ con này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó thì bộ mẹ con này chủ nhà cũng bán giá là 31 triệu 500. Đó 31 triệu 500 là bao ship của chú chị mình tới nhà trong vòng 200 số ha. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em. Đó nhưng em nói con mẹ này đi. Đây con mẹ tướng tá cấp mình nè cô chú chị. Đó nhưng được con cái thì em nói thôi đẻ con ra mát sữa khỏi nói luôn. Nó con đít dai thì dữ dằn luôn cô chú chị. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua về mình để mình làm giống sinh sản ha. Mình lựa những con mẹ mà để con mát sữa như vậy nè cô chú chị. Đó về mình để làm giống sinh sản là thôi. Sao để con ra thì nói chung thì khỏi nói luôn. Đó nói chung thì mẹ với con mẹ này cũng nhà nó thiếu thốn. Thiếu thốn hơi bỏ bê cô chú chị. Mình được con nói con đẻ con mát sữa dữ dằn. Đó thì bộ mẹ con này đó thì mẹ con này anh chủ nhà bán giá là 31 triệu 500 ngàn. Đó, 31 triệu 500 là bao ship của cô chú chị mình tới nhà trong vòng 200 số ha. Đó thì mẹ con thì em quan sát là chân móng hoàn thiện. Đó không ổn xe là xuống rúng xuống ruột gì cô chú chị. Đây con em lấy cái dàn đít này khỏi nói luôn nè. Hết biết cái dàn đít không? Đây, dàn dai nè. Đó, cô chú chị thấy cái dàn dai không? Hết biết cái đít luôn. Đó con nó là 1m lẻ mấy. Con mẹ nè. Đó. Đây mẹ thì em quan sát xe lưng. Đó xe lưng thì nghiêm chỉnh cô chú chị. Mẹ xe lưng nghiêm chỉnh nha. Mặt ngoài nè. Đó xe mặt nè. Xe mặt thì cũng nghiêm chỉnh luôn. Đó mẹ tơ mới lẻ lứa đầu tiên. Đó đây chân móng mẹ nè. Đó mẹ xương sắp thì khá to cô chú chị. Đó phần rúng nè. Đó mẹ rúng nè. Đó chân sau nè. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em ha. Đó giá là 30 bên kia. Đó giá là 31 triệu 500 ngàn. Đó 31 triệu 500 là bao ship nha. Bao ship thì cô chú chị mình tới nhà trong vòng 200 số. Đó thì nói chung thì những con mẹ mát sữa của chú chị. Nó mát sữa con nó bú rút con mẹ. Đó, con mẹ nè. Mẹ chiều cao là 1m35-36 bò. Đó chiều cao 1m35-36 bò của chú chị. Đó em nói chung thì con mẹ tơ nếu mà con mẹ này tơ chữa thì cũng có lụng 30 triệu rồi. Đó, mà đẻ ra con nè. Nói chung thì bò lúc này thì rẻ lúc trước chứ lắm cô chú chị. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua hộ ha. Đó thì bà con nào mua thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Khi nào thiệt ưng thì mình nó mua. Nói chung mình mua cái gì mình ưng. Nó thiệt ưng thì mình nó mua cô chú chị. Đó nhưng được con cái thì em nó đẻ con rất mát sữa luôn. Cái dàn đít của nó thôi khỏi nói luôn. Đây, tướng tá cấp mình này. Đó thì về phần vú con mẹ thì em quan sát mẹ thì 4 vú ha. Mẹ thì 4 vú nha cô chú chị. Đó thì đối với những bộ mẹ con mà đã rồi như thế này thì bên em bán cái bao lội cô chú chị mình trong vòng 3 tháng. Đó nếu về có lúc huyết trục trặc thì bên em nó thâu bò về, hoàn tiền bò tiền xe đủ cô chú chị mình luôn.
đó, mẹ thì khung tràng khung xương thì khá lớn nè cô chú chị, đó khung tràng khung xương khá lớn ha, đó, tướng tá cấp mình nè, được con cái thì nó đẻ con rồi, rất đẹp luôn, pin lực dữ dằn luôn cô chú chị. Đó thì hình ảnh và giá cả của bộ mấy con này em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mấy con này thì liên hệ số điện thoại để tuần hình. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em sẽ nhắn tin số chủ nhà cô chú chị mình điện trực tiếp nha. Đó thì bộ mấy con này giá là 31.500.000. Đó 31.500 là bao ship nhé, bao ship cô chú chị mình tới nhà trong vòng 28 số. Đó thì hình ảnh và giá cả của bộ mấy con này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình xong. Rồi để bây giờ tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay.